Hiếu BC vạch trần nền tảng làm website giả lừa đảo đánh cắp tài khoản. Mới đây, trên Facebook cá nhân của mình, Hiếu BC đã tiếp tục lên tiếng cảnh báo về vấn nạn website giả khiến nhiều người dùng nhầm là thành mất tài khoản Facebook này, Garena này, Shopee, Google. Chia sẻ của anh lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, Hiếu BC cho biết người dùng nên cẩn trọng hơn với những nền tảng website scam lừa đảo lấy tài khoản như Facebook, Garena, Shopee hay Google. Nền tảng này là một kiểu dịch vụ cho phép kẻ xấu tạo ra một website lừa đảo trong tích tắc để lấy thông tin và tài khoản của nạn nhân, và đồng thời còn có chức năng tạo trang bảo hiểm ảo. Những kẻ xấu sẽ vào nền tảng này tạo vào một nền tảng website giả y thật, sau đó gửi link giả này đến người dùng. Và những ai chủ quan sẽ điền tất cả những thông tin vào website vừa nhận được để lấy mã giảm giá Shopee, nạp tiền chơi game giá rẻ hơn, bình chọn học sinh thanh lịch hay rất nhiều hình thức lừa đảo hấp dẫn khác mà kẻ xấu vạch ra. Và bên cạnh đó, Hiếu BC cũng liệt kê hàng loạt các website scam giả mạo đã được anh tìm thấy và người dùng internet tuyệt đối không nên click vào. Tất cả những web này bọn mình sẽ để hiện ở đây cho các bạn cùng xem nhé.